Trong xã hội Sudan, một đất nước ở châu Phi theo Hồi giáo, vẫn còn tồn tại các quy định khá bảo thủ đối với phụ nữ. Tuy nhiên, có một nhóm cầu thủ bóng đá nữ tại đất nước này đang nỗ lực để xây dựng một đội tuyển quốc gia, với hy vọng sẽ thay đổi định kiến xã hội đối với phụ nữ nơi đây. Trên một sân bóng đầy bụi bẩn gần sân bay Khartoum, Sarah Edward đang theo dõi các đồng đội của mình tập luyện, với hy vọng họ sẽ được thi đấu trong đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đầu tiên của Sudan. Đội bóng gồm 15 cầu thủ này của cô có tên gọi là thử thách bởi vì những trở ngại mà họ gặp phải, không có thiết bị, không có kinh phí và những nghi ngại của chính quyền Hồi giáo Sudan. Không có sân tập hay các thiết bị, vì thế chúng tôi phải nhờ bạn bè cung cấp cho đội bóng. Chúng tôi cũng không có bất kỳ hỗ trợ nào và cũng không có người quản lý và sau đó là các vấn đề xã hội. Trong bộ luật hình sự của Sudan, phụ nữ mặc quần đùi hoặc váy sẽ bị xem là không đứng đắn và bị phạt 40 roi hoặc phạt tiền. Dù luật này không áp dụng đối với các nữ cầu thủ này, nhưng họ cho rằng xu hướng Hồi giáo của chính phủ đã khiến bóng đá nữ không được quan tâm. Các cầu thủ này có đủ điều kiện để đại diện cho Sudan hay trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở nước ngoài, nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn, bao gồm việc thiếu sự hỗ trợ, nhưng chúng tôi sẽ tự ủng hộ chúng tôi. Năm 2011, nhóm được chuyển đến sân tập của Liên đoàn bóng đá Sudan. Tổ chức này cũng cam kết sẽ giúp đào tạo và hỗ trợ thiết bị. Tuy nhiên, họ đã không thực hiện lời hứa và đội bóng đã phải chuyển đi. Tuy nhiên, Sarah vẫn hy vọng một ngày, đội bóng của cô sẽ trở thành đội bóng nữ quốc gia đầu tiên của Sudan, cũng như phụ nữ sẽ được đối xử công bằng hơn trong xã hội Hồi giáo này.